Dạ thì em xin chào quý cô bác quý anh chị các bạn nha. Có vợ có con. Này lâu lắm mà mình có dịp ghé của thầy á. Để chơi hả, uống cà phê ở bán sao? Chỉ dành cho khách thôi, nội bộ đúng không? Đây chắc cũng 4-5 tháng rồi mình mới tới đây luôn cả nhà. Chùa thầy có nhiều cái thay đổi đó. Qua bên bên miền Nam vũ trụ thì giờ là ta tuyên bố mà đội ngũ hùng mạnh nhất, tướng cốt giang hồ mạnh dạn nhất, cao từ 1m75 đến 1m85 trở lên hết, tổng cộng 5 anh em giang hồ tướng cốt và những người có tầm cỡ trong nước và quốc tế, và anh em của năm cam giống như năm cam những người mà đại ca hồi xưa sẽ tiến hành qua Đại Nam trong ngày, bắt đầu ngày Chủ nhật ngày mai sẽ dài trăm, thầy không ước lượng bao nhiêu, nhưng mà họ đang làm một cái tập đoàn những giang hồ lên án và đi qua Đại Nam để tìm bà Hằng Võng Dũng. Đó thì chúng ta phải ứng phó như thế nào, bà Hằng phải ứng phó như nào. Giờ cái tình hình giờ các rốt ráo giờ giữa bà Hằng đang lên án các báo chí truyền hình truyền thông, chập các kênh và đập các cái tổng biên tập với các phóng viên nhà báo đã làm phá danh dự uy tín nhân phẩm của người khác, báo chí viết những thông tin sai sự thật không đúng, rồi làm phá sản biết bao nhiêu doanh nghiệp công ty nước uống thức ăn, rồi làm biết bao nhiêu cái điều xấu để cho công ty người ta mang tay mang tiếng rồi phá sản. Thì cái tội ác nhất là cái hàng mà khâm độc nhất lẫn là mấy cái hàng phóng viên nhà báo báo chí và tổng biên tập. Giờ chúng ta phải truy nã và triệt tiêu những cái báo chí truyền hình truyền thông làm những chuyện sai trái, làm những chuyện mất đức đạo, vô đạo đức, vô lương tâm, ảnh hưởng tới uy tín nhân phẩm của những người tôn giáo, giáo hội, rồi người tu, rồi nhân phẩm của những cái người doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp. Rồi đặc biệt thì giờ thầy đã lo cho Dũng với Hằng Hương quá trời hơn đi. Hằng lên án nhiều đối thủ quá, thù địch mấy trăm người. Nên giờ thầy hứa giờ chuẩn bị mà nói tóm gọn là 500 đến 1.000 tướng cướp với kiều bạn gì giang hồ đi tìm bà Hằng và ông Dũng. Giờ kêu hà khách thức Dũng phải ra tiếp, phải ứng phó với cái sự đang tình hình phức tạp. Ngày mai là Chủ nhật, ngày mai là nay nhiêu tây, ngày mai nhiêu tây, mai chắc 13 tây hả anh? Mai 13 tây. Bữa nay 13, ngày mai 14, 14, 14 tây, 14, 14 tháng 11 năm 2021, tức là Chủ nhật, là đoàn anh em giang hồ đến tìm bà Hằng và ông Dũng. Thì không biết tình hình diễn biến phức tạp như thế nào, gây gắt gây cắn như thế nào. Để sắp xếp tinh thần đi. Hổng Hằng thì trước khi đi báo trước qua gặp ông Thiền Am Vũ Trụ, giờ chuẩn bị ứng phó với những cái tướng cướp và giang hồ đi tìm. Nó xích quá trời, Hằng xích mất nhiều người quá đi. Xích mất mấy trăm ca sĩ, mấy ngàn ca sĩ, bao nhiêu đối tượng khác nữa. Hương đệ tử mà biết sao, thằng thầy lo chứ sống sợ đó đệ tử. Thầy xúc động quá. Xúc động quá. Hương quá là hương, xót ơi là xót. Dạ biết sao bảo vệ cho Phương Hằng đây hả? Biết bảo vệ sao mà thầy quay cản sao chém thầy bài đầu. Một mình thầy bị 500 anh em. Sư phụ không thể nào ra được con ơi. Sư phụ không đối mặt với giang hồ nổi. Sư phụ không bó tay con ơi, giờ bó tay chấm cơm chấm chân luôn. Giờ thì bó chân, bó tay ok không lên. Bó tay giờ con phải nói tóm gọn. Thầy cầu nguyện cho con phải biết cách ứng phó làm sao. Giữa người và ta, giữa ta và người, ai cũng trăm trận trăm thắng, ai cũng đều bình an hết, và mọi việc được khỏa thuận là tốt rồi. Giờ con sao đối phó với báo chí truyền hình truyền thông con dập tắt hết, còn mà báo chí nào mới chống cự gầm nhận nhân phẩm cũng đến con đập hết mấy văn phòng báo chí, là đập hết của nhà nước, cơ quan nhà nước cho đến cơ quan tư nhân cá nhân của báo chí truyền hình thì cũng dập tắt hết, con dập nó banh luôn.
Nó tóm gọn thầy cũng đang khù rất là nhiều đối tượng báo chí truyền hình nói xấu về thầy, văn phòng giáo hội, rồi văn phòng mấy tôn giáo, rồi văn phòng mấy cái báo chí truyền hình, truyền thông, truyền hình An Viên nè, rồi báo Giác Ngộ nè, rồi báo Tuổi Trẻ, rồi báo Mới gì, rồi báo Gia Đình, nó tóm gọn nhiều tờ báo với gì Trang Phật Tử, rồi chùa Hằng Pháp Pháp Môn, rồi ông Chân Tính, rồi Khích Nhật Từ đang đối phó những bọn xấu, rồi cái Hằng ba trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Củ Chi, giờ là làm sao đối phó mấy hàng này, chặt tắt hết mấy cái hàng điên cuồng vô đạo đức vô lương tâm và hại nhân phẩm uy tín của thầy, phải chặt tắt hết, tiêu diệt nó, bọn nó hết, không để nó tồn tại và sống lâu được. Nó sống ngày nào nó làm việc ác ngày đó, và nó làm quá ác quá khất đức, không thể nào chịu nổi được, phải đưa nó vô tù hết, chứ để sống hoài hoài dùng hoài pháp lực không được. Nó tới một phạm pháp lực phải đưa vào tù tội và phải nó không cho nó tồn tại. Rồi giờ Hằng ơi, chủ nhật này vợ chồng con cố gắng nha, thầy thương con nhiều lắm, thầy không cứu con nổi mà con phải tự cứu con, còn con khi nào con có cứu thầy được, con cứu thầy được, cứu thầy xây dựng chùa, làm chùa sửa sang các cái tài sản vật chất để cho chùa uy nga chấn lệ, xây dựng cho hoàn thành. Rồi thầy báo cho con thì con giữ tinh thần, không có tin tức nào mà nóng bỏng nhà báo nào mà không qua thầy nổi đâu, truyền không báo chí truyền hình rồi tin tức trong nước quốc tế gì cái gì thầy cũng nắm hết, thầy có 84.000 phép hàng không mà biến quá vô lượng luôn, nhưng mà không khỏi nổi cái mạng chết, sinh lão bệnh tử không vượt qua. Rồi họ hại nó thấm cột phải có người bảo vệ, tại thầy cũng bằng xương bằng da bằng thịt mà sống như các con thôi, nhưng mà thầy có phép phải chữa bay biến hoặc là biết được nè, mạng tốt không, thằng tốt không, khuyên nhãn không, rồi nó tất cả có vạn phép thằng không, thì chỉ có ứng phó trong biết trước những việc gì thôi, chứ còn không cái mạng ai phải mấy giữ, ai cũng có số không cứu được, chứ không chết là phải chết, không báo trước, báo trước là con lo lắng con khổ sở sao. Nó tóm gọn là đạo Phật là dù biết không biết cũng phải để tự nhiên, cái số mình là phải ứng phó. Mà bên Thiền Am Vũ Trụ thầy báo trước rồi bà Hằng qua rồi không đón tiếp, giờ thầy báo trước là Hằng là trước hai ngày qua thầy báo lần rồi, bữa nay thầy nhắc lại một lần thứ bảy, rồi ngày mai chủ nhật là nó đã đến với Đại Nam, thì giờ hưởng giờ nó khu địch bà Hằng, nó ghét bà Hằng, nó đến nó tìm bà Hằng giang hồ được không. Rồi còn ông Dũng thì không có biết khu địch không biết, nhưng mà biết ứng phó và phải có lính để điều phục, chuẩn bị cho tương lai ngày mai phải ứng phó với đối mặt và cái sự chấp vấn và phản ứng như thế nào, chuẩn bị ngày mai rất là nhiều giang hồ có tầm cỡ trong nước và quốc tế nó tìm tới Nguyễn Thị Phương Hằng. Vậy là bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị tinh thần. Đúng rồi. Giờ đón tiếp tình. Những nhân vật giang hồ hư dữ à. Đây, sáng nay chúng ta thầy buồn cho con, thầy ta uống bia, giờ thầy buồn uống bột cụm vô, bột cụm vô, con ơi, giờ uống cho con tăng lực. Giờ quý vị chân, rầu buồn quá uống bột cụm con ơi. Ta rầu ta uống bia, uống rượu, sư phụ mình uống bột cụm vô. Đã quá, lấy tinh thần đỡ mệt mỏi. Rồi sáng mai tụi con có gì vui hay có gì kể không? Giờ chuẩn bị tắt nghỉ ngơi đi, lát nữa thầy kể về cha lấy tiền của con cái và con cái lấy tiền của cha mẹ thuộc vi phạm pháp luật, đều ở tù như nhau. Tiền của con cái không được lấy, tiền của nó tóm gọn một phòng con cái cha mẹ cũng qua mà con cái cũng được qua phòng cha mẹ, trừ khi xin phép mượn chìa khóa rồi xin, rồi nhà bên đây anh em cũng được qua lại. Chưa trường hợp qua lại không được phép, điều thuộc trộm cắp và sức, có nghĩa là qua là xúc phạm nhà người khác và phòng người khác trong một nhà, nhà phòng anh hai anh ba cũng được, phòng em út dâu rể cũng được mà, rồi của cha mẹ tài sản hay bớt hay tiền tài hay đồ ăn thức uống, cái nào mình cho cha mẹ, còn cái nào của mình riêng mà cha mẹ lấy cũng không được. Mà giờ đồ mà của cha mẹ mà con cái lấy mà không xin phép cha mẹ cũng không được, chẳng hạn như xe cộ tiền tài vật chất
nhà cửa cái gì cũng được phép hết. Rồi chúng ta chúc một ngày vui vẻ hạnh phúc, và lát thầy sẽ kể về vấn đề trộm cướp từ trong nhà và con cái phạm tội từ trong nhà. Bye bye, see you again, hẹn ngày gặp lại. Chúc các bạn một ngày an lạc, giải thoát, vui tươi, tinh tấn, phấn sống và phấn đấu, lao động để giành đại niềm vui và độc lập cho hòa bình, cho đất nước, phát triển cho quê hương mình. Dạ, nay thấy em có tới chùa của thầy nè cả nhà. Đây chùa thầy làm lễ cổng rào nè cả nhà. Chút nữa mình đi ra ngoài cái mình quay cái cổng cho cả nhà xem nha. Đây bàn có thầy quán cà phê nè cả nhà. Cái đa này cả nhà, như cái video trước mình cũng có cái đa này, cái bao lâu lắm luôn nha. Đây là cái chua hay gì ạ? Ôi ớt, cái kiểu này đẹp ghê ta. Thế An xin kết video đây, mong quý cô bác và anh chị xem video Thế An cảm thấy hay, nhấn chuông, đăng ký kênh, chia sẻ cho mình một like nha, để mình có động lực làm nhiều cái clip hay cả nhà xem nha. Hẹn clip sau nha, ủng hộ kênh Thế An Vlog của mình nha cả nhà.